Thương vụ chiêu mộ Joshua Zigzay hoàn thành. MU ký xong hợp đồng với Ruth van Nistelrooy. Man United đàm phán hỏi mua tiền đạo Morata. Xavi Simons có câu trả lời cho MU. Lưu Lê chốt giá bán Jonathan David cho Man United. MU chi mức giá điên rồ mua Edson Alvarez. Thương vụ MU chiêu mộ Joshua Zigzay hoàn thành. MU gần như chắc chắn thành công trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Joshua Zikeze từ Bologna. Ghi 12 bàn và có 7 kiến tạo, trong đó có 11 bàn và 5 kiến tạo tại Serie A. là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Bologna ở mùa giải 2023-24. Phong độ ấn tượng của tiền thủ Hà Lan là một trong những yếu tố quan trọng giúp Bologna giành vé Champions League 2024-25. Vì thể hiện phong độ ấn tượng và tiềm năng lớn, nên Zikeze được nhiều đội bóng lớn theo đuổi điển hình là AC Milan, Arsenal và MU trong cuộc đua chiêu mộ Zidane. MU đi sau nhưng về trước. Theo Sky Sports, MU đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân về thời gian hợp đồng, mức lương và tiền hoa hồng với Zidane vào hôm qua, ngày 7 tháng 7. Sau khi thuyết phục thành công Zidane đến sân Old Trafford, MU đã thông báo cho Bologna biết họ sẽ chi 40 triệu euro giải phóng hợp đồng trên chân sút 23 tuổi. căn cứ theo những diễn biến kể trên, thì MU gần như chắc chắn chiêu mộ thành công Zidane cựu tiền đạo bên Munich có thể sẽ chính thức gia nhập đội tuyển sân Old Trafford khi trở về từ Euro 2024. Ở Euro 2024, Zizek có tên trong danh sách sơ bộ nhưng bị huấn luyện viên Ronald Koeman loại. May mắn cho Zizek là anh được triệu tập bổ sung trước khi giải đấu ở Đức khởi tranh. Tại Euro 2024, Zizek không đóng góp được nhiều cho đội tuyển Hà Lan. Trước trận bán kết với Anh vào 2 giờ ngày 11 tháng 7, cựu tiền đạo bên Munich chỉ thi đấu 3 phút khi vào sân thay người ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ tại tứ kết MU ký xong hợp đồng với Ruth Van Nistelrooy. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cập nhật về tình hình thương vụ Ruth Van Nistelrooy trở lại MU ở hè 2024. Ruth Van Nistelrooy đã trải qua 4 năm ở nhà hát của những giấc mơ, ghi 150 bàn sau 217 trận. Anh đã gây ấn tượng trong 2 năm dẫn dắt PSV, giúp câu lạc bộ giành được KNVB Cup vào năm 2023 với tỷ lệ thắng 65%. Tuy nhiên, những mâu thuẫn với ban lãnh đạo và các cầu thủ PSV sau đó khiến Van Nistelrooy từ chức. Cựu tiền đạo người Hà Lan đã được MU xác định là một trong những trợ lý cho Erik ten Hag ở mùa giải tới. Cựu huấn luyện viên PSV Edin đang đàm phán với Quỷ Đỏ để trở lại Old Trafford vào tháng trước. Và mới nhất, Romano cho hay, Ruud van Nistelrooy đã đến Manchester để ra mắt với tư cách là trợ lý huấn luyện viên mới của Manchester United. Câu chuyện độc quyền đã được xác nhận, hợp đồng 2 năm đã được ký kết. Van Nistelrooy và Henny Hag đều sẽ là thành viên mới của ban huấn luyện MU. Sự trở lại của cầu thủ người Hà Lan chắc chắn sẽ được những người ủng hộ yêu thích. Anh được cho là sẽ trợ giúp tích cực cho các tiền đạo của MU. Hiện đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch mua thêm tiền đạo ở hè năm nay. Theo Sky Sports Italia, MU đã thông báo với Bologna rằng họ sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu euro, tức khoảng 33,7 triệu bảng Anh của Joshua Zirkzee, người đã ghi 11 bàn thắng ở Serie A mùa giải trước và hiện đang cùng tuyển Hà Lan tham dự Euro 2024. Man United đàm phán hỏi mua tiền đạo Morata. Tờ Sabat của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Man United đang trong cuộc đua giành tiền đạo trung tâm của Atlético Madrid, Alvaro Morata. Theo tờ Sabat, các câu lạc bộ như Man United, AS Roma, Juventus, Borussia Dortmund và Fenerbahce đều quan tâm đến cầu thủ 31 tuổi của Atlético Madrid. Người đại diện của Morata đang đàm phán với hầu hết các câu lạc bộ này, bao gồm cả Quỷ Đỏ đội đang theo đuổi một phương án dự phòng cho Rasmus Højlund vào mùa hè này. Morata là một tiền đạo tài năng với đẳng cấp đã được khẳng định. Kinh nghiệm của anh sẽ rất hữu ích cho một chân sút trẻ như Højlund. Tuyển thủ Tây Ban Nha từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Man United. Morata có điều khoản giải phóng 12 triệu euro trong hợp đồng với Atletico Madrid. Điều đó khiến anh trở thành một bản hợp đồng chất lượng, giá phải chăng cho các câu lạc bộ. Tờ Sabat cho biết rằng Fenerbahce sẵn sàng đưa ra mức lương 4,5 triệu euro trên một năm cho Morata và vẫn phải chờ xem Manchester United cùng các câu lạc bộ khác sẽ gửi đến lời đề nghị như thế nào để thuyết phục ngôi sao 31 tuổi. Mùa giải này, Morata đã có 21 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 48 lần ra sân cho Atlético Madrid. Anh ấy là đội trưởng của Tây Ban Nha tại Euro 2024 và đã ghi một bàn thắng trong trận mở màn với Croatia. Xavi Simons có câu trả lời cho MU. Xavi Simons cho biết anh hạnh phúc ở Paris Saint-Germain nhưng sẽ đưa ra quyết định về tương lai của mình sau khi chiến dịch Euro 2024 của Hà Lan kết thúc. Cầu thủ 21 tuổi, sản phẩm của Học viện Barcelona đã hoàn tất việc chuyển đến Paris Saint-Germain vào năm 2021 trước khi trở về quê hương Hà Lan để gia nhập PSV Eindhoven. Ghi 22 bàn ở mùa giải 2022-23. Phong độ ấn tượng của Simons ở PSV đã khiến PSG kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 5 triệu bảng. Hè năm ngoái, PSG cho NB Leipzig mượn cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, nơi anh đã ghi 8 bàn thắng và 11 pha kiến tạo ở Bundesliga mùa trước. Nhưng tương lai của Simons vẫn chưa chắc chắn bởi nhiều đội bóng lớn muốn có cầu thủ này. Arsenal từ lâu đã được cho là có sự quan tâm mạnh mẽ đến Simons. MU mới đây cũng gia nhập cuộc đua giành ngôi sao của Paris Saint-Germain. Man City và Ben Munich cũng đang theo dõi Simons, người có hợp đồng với đội bóng nước Pháp đến năm 2027. Mới đây khi được hỏi về tương lai, Savi Simons cho biết: "Tương lai của tôi, tôi chưa biết. Tôi ở đây, hạnh phúc với đội tuyển quốc gia của mình. Chúng ta sẽ xem sau Euro điều gì sẽ xảy ra. Tôi có muốn quay lại Paris không? Tôi hạnh phúc ở Paris. Mọi chuyện đã xảy ra. Tôi đã ở Emlypsic mùa này. Sau Euro, chúng ta sẽ thấy." Tôi cũng thấy người hâm mộ luôn chúc tôi những điều tốt đẹp nhất và điều đó thật tốt. Tuyển thủ Hà Lan được PSG định giá khoảng 60 triệu euro, tức khoảng 51 triệu bảng. Luis Enrique đã cố gắng hết sức để gạt bỏ những tin đồn về tương lai của Simons khi được hỏi về tình hình của cầu thủ người Hà Lan trong cuộc họp báo vào tháng trước. Liễu Lê chốt giá bán Jonathan David cho Man United. Nguồn tin từ iNews khẳng định Lưu Lê đã sẵn sàng chia tay chân sút người Canada trong mùa hè năm nay. Sau khi xác định được tương lai của huấn luyện viên Erik Ten Hag, Manchester United hiện đã bắt đầu đẩy mạnh các kế hoạch chuyển nhượng của mình. Được biết, đội chủ sân Old Trafford đang tập trung vào nhiệm vụ củng cố hàng công với mục tiêu là một tiền đạo trung tâm chất lượng để hỗ trợ cho Rasmus Højlund. Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định Man United sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 34 triệu bảng đưa Joshua Zizze đến Old Trafford. Tuy nhiên, AC Milan vẫn là bên đỗ tiềm năng hơn dành cho chân sút người Hà Lan ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, đội chủ sân Old Trafford cũng đã có cho mình một vài phương án dự phòng cho trường hợp bỏ lỡ Zizze. Nguồn tin từ iNews khẳng định, Man United là một trong số 4 đội bóng Premier League đang để mắt đến Jonathan David người đã ghi đến 19 bàn thắng tại Ligue 1 trong mùa giải vừa qua. Được biết, Lưu Lê đã sẵn sàng nói lời chia tay với chân sút người Canada nếu nhận được một lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng. Đây được xem là một mức phí khá hơi do hợp đồng của David chỉ còn lại thời hạn một năm. MU chi mức giá điên rồ mua Edson Alvarez. Theo Sky Sports, mà Angelita sẽ phải trả số tiền không nhỏ để chiêu mộ Edson Alvarez từ West Ham. Alvarez không xa lạ gì với Erik Ten Hag. Cầu thủ này đã phát triển mạnh mẽ dưới thời Erik Ten Hag trong thời gian họ làm việc ở Ajax. Bộ đôi này giúp Ajax giành được hai danh hiệu Hà Lan và huấn luyện viên này rất muốn đưa anh về Old Trafford vào mùa hè năm nay. Casemiro đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, mà buộc phải tìm kiếm một sự thay thế có năng lực và việc Ten Hag đã biết rõ Alvarez càng tạo thêm niềm tin cho thương vụ theo đổi tuyển thủ Mexico. Sự đa năng cho phép Alvarez đóng nhiều vai trò khác nhau ở hàng tiền vệ, cho dù ở vị trí phòng ngự hay dâng cao. Bất chấp tầm quan trọng đối với đội, West Ham không hoàn toàn phản đối ý tưởng bán Alvarez. Theo Sky Sports, mức giá của tiền vệ này rơi vào khoảng 60-80 triệu euro, tức khoảng 51 triệu bảng tới 68 triệu bảng. Phản ánh giá trị thị trường và tiềm năng mà anh mang lại cho bất kỳ đội nào. Nếu vụ chuyển nhượng thành hiện thực, Alvarez sẽ tái hợp Lisandro Martinez và Anthony tại Carrington. Dù vậy, mức giá đắt đỏ có thể ngăn cản thương vụ xảy ra. Hè 2022, Alvarez suýt gia nhập Chelsea nhưng thương vụ đổ bể vào giờ chót.